qua phương tiện truyền thông của giáo phận từ tòa giám mục hiệp thông với đức cha cố đa minh đức cha cố du xe cha tổng đại diện cha giám đốc đại chủng viện cha tránh văn phòng cha trưởng ấn tất cả chúng con mến chào quý cha quản hạt quý cha mến chào tất cả các gia đình trong giáo phận lời chào thân thương và gần gũi cảm nhận được sự vất vả của từng người nhất là các gia đình trong lao động trong bổn phận một nắng hai sương cái nắng nôi của ban ngày và cái sương sớm và cho tới cái sương đêm cũng chưa xong công việc của mình Xin mến chào tất cả công đoàn. Trước hoàn cảnh đại dịch, chúng ta nhớ tới lời Chúa Giêsu nói với thiếu phụ miền Samari tại bờ giếng Gia -cô. Thiên Chúa không bị giới hạn trong không gian, trong thời gian. Chúng ta có thể thờ phượng người ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và càng đại dịch, chúng ta càng dâng lên đấng yêu mến tình yêu cứu độ của chúng ta lòng tôn thờ tri ân yêu mến của chúng ta cử hành thánh lễ này chúng ta được các đức cha khôn ngoan thiết lập thánh lễ sai đi cử hành thánh lễ sai đi này chúng ta tạ ơn chúa và xin chúa chúc phúc cho giáo phận cho từng người với sứ vụ mới cùng các vị đã hoàn tất sứ vũ vừa qua tạ ơn chúa vì từ ngày hôm nay giáo phận lớn lên trong việc thiết lập hai giáo hạt mới từ giáo hạt xuân lộc rộng lớn. Giáo hạt mới thứ nhất là giáo hạt Long Khánh, gồm thành phố Long Khánh và huyện Cẩm Mỹ, gồm 36 giáo sứ, 4 giáo hội biệt lập với 94.918 giáo dân. Và giáo hạt thứ hai mới Gia Rây, địa danh cổ thời, mang ý nghĩa sâu đậm của lịch sử loan báo tin mừng trong giáo phận chúng ta gồm 26 giáo sứ, ba giáo họ biệt lập với 88.40 giáo dân. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho hai cha quản hạt mới, hạt Túc Trưng và hạt Jarây. Chúng ta cầu nguyện cho bốn cha quản hạt vẫn quảng đại đón nhận nhiệm vụ quản hạt, nhưng ở trong bốn giáo sứ nhiệm sở mới chúng ta cầu nguyện cho bảy cha quản hạt tiếp tục quảng đại phục vụ trong vai trò quản hạt cho các anh em và tín hữu của mình chúng ta cầu nguyện cho các cha trưởng phó các ban các giới các ngành nghề các đoàn thể chúng ta giáo phân cầu nguyện cho tất cả các cha các cha chánh sứ phó sứ các thầy được bổ nhiệm trong ngày hôm nay. Và chúng ta đặc biệt dịp này cầu nguyện cho ban hành giáo trong toàn giáo phận, cấp giáo phận, giáo hạt, giáo xứ cho ban điều hành các giáo họ, ban trị sự các giới, ban phục vụ các đoàn thể. Các anh chị em này sẽ khởi sự phục vụ nhiệm kỳ mới từ ngày lễ hai thánh bổn mạng Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 sắp tới. Và chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho tất cả quý cha, quý anh chị em giáo dân đã góp phần phục vụ hội thánh của Chúa, giáo phận chúng ta, các giáo sứ trong tất cả các đơn vị phục vụ của mình. Xin Chúa chúc lành cho những hy sinh đóng góp không công của mỗi người mà chỉ nhận phần phúc nơi Chúa mà thôi. Giờ đây, Cha trưởng ứng công bố những quyết định bổ nhiệm của Đức Giám Mục Giáo Phận. Kính mời Cha Kính thưa toàn thể gia đình giáo phận! Chiều ngày vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vừa qua 22 tháng 5 năm 2021, ngay sau khi ấn ký xác lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc để từ đó thiết lập ra hai giáo hạt mới Long Khánh và Gia Rây, Đức Cha Doan, Giám mục Giáo phận đã ấn ký văn thư bổ nhiệm nhân sự mục vụ nhiệm kỳ 2021-2025 cùng với các văn thư bổ nhiệm quý cha được thuyên truyền trong dịp này. Vậy xin kính mời mọi người cùng lắng nghe các bổ nhiệm ấy. Thứ nhất, cha Đa Minh Ngô Công Sứ, tránh sứ chính tòa Quản Hạt Xuân Lộc, được bổ nhiệm làm tránh sứ Ninh Pháp, Quản Hạt Gia Kiệm. Cha phê rô phạm duy liễm, tránh sứ ninh phát, quản hạt gia kiệm, được bổ nhiệm làm tránh sứ thái hiệp, quản hạt biên hòa. Cha phao lô Nguyễn Đức Thành, tránh sứ thái hiệp, quản hạt biên hòa, được bổ nhiệm làm tránh sứ Hà Nội, quản hạt hố nai. Cha Du Xe Phạm Sơn Lâm, tránh sứ Hà Nội, quản hạt hố nai, được bổ nhiệm làm tránh sứ chính tòa quản hạt Long Khánh. Cha Du Xe Trần Phú Sơn, tránh sứ Suối Cát, được bổ nhiệm làm quản hạt Gia Rai. Cha Du Xe Vũ Văn Khải, tránh sứ Định Quán, được bổ nhiệm làm quản hạt Túc Trưng. Cha Đa Minh Quách Duy Hợp, quản lý tòa giám mục, được bổ nhiệm làm trợ tá cho Đức ông Vinh Sơn tại trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Cha Du Xe Bùi Quang Huy, giáo sư nội chú đại chủng viện, được bổ nhiệm làm quản lý kiêm phụ tá văn phòng tòa giám mục. Cha Du Xe Nguyễn Thanh Tùng, phó sứ Thái Hiệp, được bổ nhiệm làm tránh sứ Xuân Quế. Cha Du Xe Nguyễn Đức Huy, Phó sứ Gia Yên được bổ nhiệm làm tránh sứ Bảo Quang. Cha Du Xe Nguyễn Ngọc Quốc Huy, Phó sứ Chính Tòa được bổ nhiệm làm Phó sứ Ninh Phát. Cha Du Xe Phạm Văn Hoan, Phó sứ Ninh Phát được bổ nhiệm làm Phó sứ Thái Hiệp. Cha Vinh Sơn Bùi Duy Thiện, Phó sứ Hà Nội được bổ nhiệm làm Phó sứ Thái Hiệp cha du xe nguyễn xuân dương giúp mục vụ giáo sứ xuân trà được bổ nhiệm làm phó sứ chính tòa cha du xe lê thanh phương phó sứ đồng phát được bổ nhiệm làm phó sứ gia yên cha doan bao ti nguyễn trọng hiền sinh viên học viện công giáo việt nam và phụ giúp mục vụ giáo sứ an bình được bổ nhiệm làm phó sứ chính tòa Cha Du Xe Nguyễn Văn Chí Dũng, Phó Sứ Ninh Phát được bổ nhiệm làm Phó Sứ Chính Tòa. Và Cha Doan Bao Thi Ta, Nguyễn Kinh Quốc, Phó Sứ Chính Tòa được bổ nhiệm làm Phó Sứ Ninh Phát. Tiếp đến, con xin được công bố thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự mục vụ nhiệm kỳ 2021-2025. Tòa giám mục Xuân Lộc ngày 22 tháng 5 năm 2021 kính gửi quý cha, quý bề trên, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và anh chị em giáo hữu giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em thân mến, trong tin yêu và hy vọng nơi quyền năng cùng tình thương của Thiên Chúa, sau khi suy nghĩ, cầu nguyện, tham khảo ý kiến các vị hữu trách. Tôi bổ nhiệm nhân sự mục vụ nhiệm kỳ 2021-2025 cho giáo phận chúng ta. Vậy, xin anh chị em thêm lời cầu nguyện và sẵn lòng cộng tác với những người được cắt cử đây để hết thảy nhiệt tâm chu toàn trách vụ được trao phó. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và thánh cả du xe tuôn đổ muôn phúc lành trên giáo phận chúng ta cách đặc biệt trên tất cả những ai quảng đại nhận lãnh trách nhiệm vì ích chung của giáo phận nhà thân mến chào anh chị em doan đỗ văn ngân giám mục giáo phận xuân lộc đã ấn ký và đây là danh sách nhân sự mục vụ thứ nhất các linh mục quản hạt Cha Doan Trần Xuân Hùng, Tránh xứ Tâm Hòa, Quản Hạt An Bình. Cha Phê -rô Phạm Duy Liễm, Tránh xứ Thái Hiệp, Quản Hạt Biên Hòa. Cha Đa Minh Ngô Công Sứ, Tránh xứ Ninh Pháp, Quản Hạt Gia Kiệm. Cha Du Xe Trần Phú Sơn, Tránh xứ Suối Cát, Quản Hạt Gia ray. Cha Phao Lô Nguyễn Đức Thành, Tránh xứ Hà Nội, quản hạt hố nai cha phao lô nguyễn trọng xuân tránh sứ lộ đức quản hạt hòa thanh cha du xe phạm sơn lâm tránh sứ chính tòa quản hạt long khánh cha doan bùi sĩ phước tránh sứ thái lạc quản hạt long thành cha vinh sơn phạm ngọc anh tuấn tránh sứ trà cổ quản hạt phú thịnh cha du xe nguyễn anh hùng chánh sứ bắc thần quản hạt phước lý cha francisco Xavier trần văn phan chánh sứ phương lâm quản hạt phương lâm cha vinh sơn nguyễn mạnh cường chánh sứ tân mai quản hạt tân mai và cha du xe vũ văn khải chánh sứ định quán quản hạt túc trưng thứ đến là các vị phụ trách các ban Ban giáo lý đức tin và kinh thánh, Cha Du Xe Nguyễn Ngọc Hoàn, Tránh Sứ Lộc Hòa, Trưởng Ban, Cha Phê Rô Nguyễn Thanh Sơn, Tránh Sứ Suối Tre, Phó Ban, Ban Phụng Tử, Cha Du Xe Đinh Văn Huấn, Giáo sư Đại Chủng Viện, Trưởng Ban, Cha Du Xe Trần Quang Minh, Giáo sư Đại Chủng Viện, Phó Ban, ban nghệ thuật thánh và xây dựng. Cha Vinh Sơn Nguyễn Tiến Dũng, Tránh sứ Tân Bình, trưởng ban. Cha Phê Rô Đoàn Đức Thăng, đặc trách giáo họ An Chu, phó ban. Ông Doan Nguyễn Hoàng Ấn, giáo sứ Quảng Tâm, phó ban. Ông Du Xe Huỳnh Tấn Niên, giáo sứ Lộc Lâm, thư ký ban thánh nhạc cha đa minh trần công hiển tránh Sứ võ dõng trưởng ban cha phê nguyễn huệ giáo sư đại chủng viện phó ban cha phê nguyễn văn thanh tránh sứ xuân tôn phó ban cha du xe vũ anh dũng tránh sứ xuân bảo thơ ký ban loan báo tin mừng Cha Hieronimo Nguyễn Đình Công, Tránh sứ Thịnh An, trưởng ban. Cha John Bosco Mai Xuân Hữu, Tránh sứ Ngọc Thanh, phó ban. Cha Toma Quino Trần Bá Huy, Tránh sứ Quảng Xuân, phó ban. Cha Vinh Sơn Trần Văn Lợi, Tránh sứ Xuân Kiên, phó ban. Ban Linh Mục cha du xe đinh văn huấn giáo sư đại chủng viện trưởng ban cha du xe nguyễn hữu châu giáo sư đại chủng viện phó ban cha do a kim phạm hiệp chánh sứ đông hòa phó ban cha francisco Xavier nguyễn thanh toàn giáo sư đại chủng viện phụ trách quý cha nhà hưu ban chủng sinh ơn gọi và lễ sinh cha du xe đệ đoàn viết thảo giám đốc đại chủng viện ban tu sĩ cha đa minh đinh viết tiên dòng đa minh phụ trách ban hành giáo cha du xe phạm sơn lâm chánh sứ chính tòa trưởng ban cha du xe đoàn công bình chánh sứ bùi chu phó ban cha vinh sơn đỗ minh thăng tránh sứ đại an thư ký ban truyền thông cha đa minh ngô công sứ tránh sứ ninh phát trưởng ban cha đa minh phạm văn tám tránh sứ đồng tâm phó ban cha doan bautista trần ngọc bảo tránh sứ bảo thị phó ban ban huấn giáo cha du xe đỗ đức trí tránh sứ thái hòa trưởng ban cha phan xavier nguyễn thanh sơn tránh sứ quang lâm phó ban cha du xe phạm quốc thuần tránh sứ ngô xá phó ban ban văn hóa cha phao lô đoàn thanh phong tránh sứ rút xây keo trưởng ban Cha phê Nguyễn Quang Khương, Tránh sứ Thọ Lộc, Phó Ban. Cha Doan Bao Di Ta, Trần Ngọc Bảo, Tránh sứ Bảo Thị, Phó Ban. Thầy Mi E Bùi Công Thuấn, Giáo sứ Chính Tòa, Thư Ký. Ban Công Lý và Hòa Bình. Cha Vinh Sơn, Phạm Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Ban. Ban Mục Vụ Gia Đình, Cha Du Xe Hà Đăng Định, tránh sư Thánh Tâm, Trưởng Ban. Cha Phan De Cô San, Lê Văn La Vinh, Dòng Đa Minh, Đền Thái Mặt Tino, Phó Ban. Cha Du Xe Nguyễn Trí Hùng, tránh sư Núi Đỏ, Phó Ban. Cha Phê Rô, Trần Lê Thành Nhân, Phó Sư Thạch An, Thư Ký. Sơ Mặt Tina Lại Thị Diễm Trinh, dòng nữ đa minh thánh tâm phụ trách phòng tư vấn ban bác ái xã hội cha du xe nguyễn văn uy tránh sứ lai ổn trưởng ban cha vinh sơn nguyễn mạnh cường tránh sứ tân mai phó ban cha du xe nguyễn thanh bình tránh sứ hiệp lực phó ban ban mục vụ di dân và công nhân, cha du xe phạm đình hiền, tránh sứ thanh hóa, trưởng ban, cha tô ma nguyễn duy tân, tránh sứ long đức, phó ban, ban bảo vệ sự sống, cha du xe nguyễn văn tịch, phụ tá bắc hải, trưởng ban, cha vinh sơn nguyễn minh tiến, phó sứ bắc hải, phó ban ban tư pháp cha Joan bao nguyễn đăng tuệ giáo sư đại chủng viện làm đại diện tư pháp và tránh án tòa án hôn phối giáo phận cha du xe phạm đình hiền tránh sứ thanh hóa hội thẩm cha Benito nguyễn phi hành tránh sứ xuân nhạn hội thẩm cha vinh sơn phạm ngọc anh tuấn tránh sứ trà cổ hội thẩm Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường Tránh sứ Tân Mai Hội Thẩm Cha Phê Nguyễn Quốc Việt Giáo sư Đại Trùng Viện Bảo Hệ Cha Du Xe Nguyễn Ngọc Hoàn Tránh sứ Lộc Hòa Bảo Hệ Cha Du Xe Đoàn Xuân Linh Giáo sư Đại Trùng Viện Lục Sự Sơ Maria Trần Thị Ngọc Hương Dòng Nữ Đa Minh Tam Hiệp Lục Sự ban văn phòng cha Francisco Xavier đỗ đức lực tòa giám mục làm tránh văn phòng cha du xe bùi quang huy tòa giám mục làm phụ tá văn phòng tiếp theo là các vị phụ trách các giới giới cao niên cha đa minh nguyễn thành tiến tránh sứ kẻ sạt đặc trách Cha Doa Kim Phạm Hiệp Tránh xứ Đông Hòa Phó Đặc Trách Giới Gia Trưởng Cha Đa Minh Vũ Văn Hoài Tránh xứ Minh Hòa Đặc Trách Cha Đa Minh Trần Kim Quang Tránh sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Phó Đặc Trách Giới Hiền Mẫu Cha Doan Bao Tì Sita Nguyễn Văn Thành Tránh xứ Thái Xuân Đặc Trách Cha Doa Kim Phan Công Chính, Tránh Sứ Bình Hòa, Phó Đặc Trách. Giới Trẻ Cha Du Sang Nguyễn Ngọc Hoàn, Tránh Sứ Lộc Hòa, Đặc Trách. Cha Raymundo Trần Quốc Thắng, Tránh Sứ Ngọc Lâm, Phó Đặc Trách. Cha Đa Minh Trịnh Đình Cương, Tránh Sứ Ngũ Phúc, Phó Đặc Trách. Giới Thiếu Nhi, Cha Du Xe Đỗ Đức Trí, Tránh Sứ Thái Hòa, Đặc Trách. Cha Du Xe Phạm Quốc Thuần, Tránh Sứ Ngô Thá, Phó Đặc Trách. Ngành Y Tế, Cha Đa Minh Trần Công Hiển, Tránh Sứ Võ Dõng, Đặc Trách. Ngành Giáo Dục, Cha Du Xe Tạ Duy Tuyền, Tránh Sứ Tân Bắc, Đặc Trách. Ngành Thương Mại, Cha Phê Rô Đoàn Đức Thăng, đặc trách giáo họ An Chu, đặc trách ngành thương mại. Và sau cùng là các vị phụ trách các phong trào và hội đoàn, hiệp hội lòng chúa thương xót, cha du xe Trần Phú Sơn, tránh xứ suối cát, đặc trách. Gia đình Khôi Bình, cha Đa Minh Ngô Công Sứ, tránh xứ Ninh Phát, đặc trách phong trào cuộc silo cha du xe đoàn công bình tránh sứ bùi chu đặc trách huynh đoàn đa minh cha an tôn trần bảo toàn dòng đa minh đền thánh martino đặc trách lê dô marie rể gia xuân lộc linh giám cha đa minh ngô công sứ tránh sứ ninh pháp phó linh giám cha phê vũ công bình chánh sứ thiên ân phụ trách commissium long khánh cha đa minh ngô công sứ phụ trách commissium gia phương cha đa minh trần công hiển phụ trách commissium biên hòa cha du xe nguyễn đức lục phụ trách commissium phú long cha du xe Nguyễn Anh Hùng Huynh đoàn Thánh Thể Cha Du Xe Trần Phú Vinh Linh Mục Dòng Thánh Thể Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Phụ trách Gia đình Tận Hiến Cha An Tôn Nguyễn Ngọc Lâm Dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc Tránh Sư Phú Lý Phụ trách Phong trào thăng tiến hôn nhân và gia đình Cha Doan Trần Xuân Hùng, Tránh Sứ Tâm Hòa, phụ trách. Làm tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc ngày 22 tháng 5 năm 2021, Doan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Giáo Vận Xuân Lộc đã ấn ký.